vậy là nhâm sầm nhang. Chim này mình giao cho anh Lam ở thành phố. Anh Lam bắt con chim này lần này nó là lần thứ ba nghe nè. Rồi sáng bắt trên này mình giao cho anh Lam ở bến xe miền Tây nữa.
anh Lam bắt con chim nổi ngay trong lòng ao vi, nhưng mà bỏ ra ngoài nó cũng chơi mạnh rồi nha. Chim này thuộc về dòng chảy. Anh Lam bắt chim đợt này nữa là cũng là lần thứ ba nha anh em. Bắt cũng hai lần rồi, lần này cũng là thứ ba. Anh dặn mình xem mình tay nha. Để nữa mình chèn khúc nó chơi khúc cho anh xem. Chim này nó cũng dặn. Chim này nó cũng to chim. Anh em mua chim thì bất cứ của ai nha. Chim thì có cái sự bảo hành. Bảo hành là từ cái phen này anh em. Phen chân này nè, nó có mã số. Anh em mua, anh em lấy cái mã số đó, mình sẽ gửi cái mã số cho anh em xem. Nó sẽ có cái mã số, còn có số điện thoại nữa là nó mới bảo hành được. Còn anh em mua chim mà chỉ có rút cái cọng dây rút không á thì sự bảo hành đó nữa thì sẽ có thể là cự cãi như nè. Tại vì anh em rút cọng dây rút màu xanh, màu đỏ, màu vàng gì đó thì không biết, nhưng mà tới hồi con chim mua chim con lên rồi tới lớn lên nó rồi biết, hoặc là hai mái cái đồ không chịu, hoặc là chim này chim kia cái bắt đầu cũng vẫn cự cãi rồi thì nó phải, để không nó dễ cự lộn cự cãi lắm nha anh em. Chỉ có anh em đeo cái phan này vô thì nó mới không cự cãi được nè, nó sự bảo hành nè. Tại vì chim mà đeo cái phan này từ 2 tuần trở lại thì còn đeo được, mà tới qua tuần thứ 3 là rồi nha anh em, không đeo được nha, nó bự rồi, cứng rồi, là đeo lên sẽ gãy cái ngón thới của nó làm sao nha, không bảo hành được. Chim của mình là bán chim là một cặp là nó sẽ ra hai cái con số nó giống nhau, chứ không phải là số 5758 nha. Số 5758 thì thí dụ như vậy thì nó bắt con chim 57 này, con 58 khác, cái dòng khác nó sẽ mà đeo cái số 58 vô, nó sẽ gắn liền với cái cặp này là được nha anh em. Còn mình đeo cái này là cặp là nó sẽ không dính liền được với cái số khác. Tại vì đeo thì phải đeo một cặp, còn con chim lẻ thì phải lấy cái dòng lẻ đeo rồi, chứ đâu mình đâu có ghép được. Anh em mua chim thì phải lưu ý cái chuyện đó. Mua chim thì bắt buộc giá nào thì cũng phải có cái phen đeo chân, dù cho anh em có mã số 7578 gì đó thì nhưng mà nó cũng vẫn còn cái mã số của người ta, cái mã số tên của người ta, chống số điện thoại của người ta chống, dù vậy thì cũng bảo hành được. Còn mua chim mà ví dụ như vậy rồi bắt đầu anh em rút con dây màu trắng ở trong này, cái sau cái hàng máy hay hỏi là có cái chuyện gì bức xúc, cái anh em nói chim này của anh, cái người ta đâu chịu nhận, ta nói con dây màu trắng thì ai mà rút vô trả được. Còn cái mã phen này thì vô phương rút rồi nha anh em, không bây giờ rút được cái chuyện đó nha, không được nào rút được. Chứ phen cho này là mình có để tên với tắt của mình và số điện thoại trong đó có mã số của cái dòng của con chim luôn, là anh em không có đường nào mà anh em cãi hay nói gì được chứ nha. Cái sự đó là sự bảo hành, cái đó mình chỉ chia sẻ cho anh em mua chim cứ qua anh diễn nha anh em. Mình cũng phải đòi cái sự bảo hành của mình kiểu đó thôi, nhưng mà cái sự bảo hành là bảo hành chim Malai cho anh em thôi, chứ ngoài ra không có bảo hành chơi được nha anh em. Anh em tùy theo anh em thích tập chơi làm sao thì chơi, chứ không có bảo hành cái vụ mà chơi được nha. Cái chim này nổi lên anh em biết nó tập thì sao mà chim bảo hành chơi ha. Rồi xong, mình đi giao xong rồi giờ chưa có nắng lên mình quay trong lòng quay coi có con chim nào nổi, chim nào được thì anh em nào có bắt, con nào trong lòng quay bắt thì mình quay, còn anh em không bắt thì anh em xem cho vui nha. Rồi sáng cũng nắng rồi nè. Rồi một lần nữa cảm ơn nha, cảm ơn anh Lam đã bắt dùm chim bên em ha, cũng lần thứ ba nha.
Dạ cảm ơn tất cả bà con anh em cô bác trên mọi miền đất nước nha. Đến nơi mình chèn khúc này nó chơi khúc trước cho anh em xem rồi sau rồi mình sẽ bá quay trong lòng MV cho anh em xem ha. Nó cũng gù mầm đó. Ha. Bye bye anh em. Xuống ăn cũng còn mấy con chim nó nổi trong này còn chờ đập máy, mới có con thì mình cũng thấy đập máy rồi. Cũng gáy ngoài mình chia sẻ với anh em, có lo mình cũng chia sẻ nhiều lần với anh em rất là nhiều lần rồi đó. Mua chim thì bất cứ của ai cũng vậy, chim mà mình nói cái sự mà mua chim mồi thì giùm chim chơi, còn mua chim con thì phải từ bố mẹ, còn con chim bự con chim nhỏ gì không biết thì mình cũng phải dòm cái cách nó chơi nha anh em. Rồi còn mua chim thì cũng có sự bảo hành, anh em cũng kêu sự bảo hành là bảo hành sao cho anh em mới được, anh em kêu bảo hành chơi thì không ai dám bảo hành cho anh em đâu. Có bảo hành đúng dòng đúng chim thì người ta bảo hành cho anh em chứ làm gì chim bảo hành chơi được. Mình nói với anh em mua bất cứ của ai cũng vậy, mua thì chim thì nó cũng phải bảo hành là có cái phen chân như chim này vậy nè đó, nó có chân cái mã số trong đó đó thì có sự bảo hành đó thì nó mới chắc ăn. Còn anh em mua chim mà nó không có cái đeo cái phen mà nó có con dây rút không á, là cái đó nữa mất công rồi, có sự cãi cự nha anh em. Ví dụ anh em mua cặp chim gì đi, ví dụ con rút con dây đen của mình gì đi mà không có cái phen này rồi nữa, rồi anh em mua một cặp chim rồi sau này cái nó lên hai con mái hay là con chim nó làm sao đó, rồi anh em nói với chơi với cái người bán người ta không chịu không chấp nhận thì cái đó thiệt thòi của anh em chứ không phải là thiệt thòi của người bán, anh em hiểu không? Còn anh em mua chim thì của cái người mà người ta bán đó, nó có cái phen á, có cái mã số á của con chim này nè, có người ta khắc tên chữ tắt của người ta chồng, số điện thoại của người ta chồng thì không thể thay đổi được nha anh em. Con chim này thì bây giờ anh em nuôi nó thì tới chừng nào tới đời chết của con chim này thì nó vẫn còn cái phen chân ha. Còn cái cọng dây rút á thì rút làm sao cũng được, chứ dưới cái cọng dây rút này nó cũng quan trọng nha anh em. Ví dụ như anh em một con chim này gì không có cái đó phen chân được, anh em bắt con chim khác vô anh em ghép vô một cặp là vẫn được nha anh em, cũng thành một cặp nha. Tại vì tới bự bây giờ anh em bắt con khác anh em ghép cũng thành cặp, còn chim này thì sao được, con chim này thì trong vòng 2 tuần thì còn đeo phen được chứ mà qua tuần thứ 3 rồi thì đâu có đeo được anh em. Đeo nó cái ngón thới nó đeo vô đâu có vô, cứ nhắc lên nó gãy cái ngón luôn á. Bởi vì cho nên con chim còn nhỏ thì người ta đeo được thôi, chứ còn mà lớn thì đâu có còn đeo được hết được. Còn tùy theo người đeo, tùy theo cái chải của người nữa anh em. Người thì khắc cái mã số thứ gì, ví dụ như 68, 69, 70 dài lên. Còn của mình đó là mình bắt một cặp anh em. Cho tỷ số số 30 thì nó sẽ là một cặp 30. 31 thì có cặp 31, chứ mình không có đánh cái dấu từ 1 trở lên nha anh em. Từ 1 đi lên rồi bắt đầu mình con nào bự thì mình đeo số 1, rồi bắt đầu tới số 2 đeo từ từ lên, không phải nha anh em. Cái đeo cái đó thì mình cũng vẫn ấy được nha anh em. Đeo cái đó mình cũng ghép cặp được nha. Tại vì hai con chim lẻ thì một con số 71, con thì số 72 thì hai con nó kế bên thì người ta nói ăn cặp thì nó vẫn ghép được. Còn chỉ là đeo một cặp trùng mã số mới ghép không được thôi. Tại vì bự qua lên thì đâu ghép được. Chim của mình thì nằm khoảng 10 ngày thì mình đeo phân chân rồi. Con chim lẻ thì mình đeo cái dòng phen nó cũng có mã số, cũng có tên mà phen màu vàng nha anh em. Màu vàng đồng ha. Còn cái cặp chim cặp thì mình đeo dây màu đỏ hết. Lớn nhỏ gì không biết thì ý cặp lẻ gì không biết thì nó trong vòng 10 ngày đó là mình sẽ đeo phen nó hết. Như con chim này là con chim cặp nãy giờ, nhưng chim ba lớn anh em làm sao ghép được. Đâu có đeo thêm cái chân khác được. Thì bắt buộc thì phải dính một cặp thôi à. Đó anh chị đó, cái phen đó thì tới đâu cũng phải có được cặp, chứ không có lạc lối đâu được.
Tại cặp chim là cặp chim này, chim này chim lẻ nè, đeo phao màu vàng này, đó. Vì là khẳng định là chim đeo con chim lẻ. Mình dòm vô mình thấy biết con chim nào lẻ, con chim nào cặp. Cho nên mình dễ phân biệt. Tại vì mình lấy cái dòng nó, cái thân dòng giò nó màu khác, cho nên dễ phân biệt. Nè, có cái phao màu vàng đó nè, thấy không? Cái vàng này là con chim lẻ nè. Còn cái màu đỏ như con đó là cái màu là chim cặp. Thì mình chia sẻ vậy thôi, anh em mua chim thì anh em có nghi có sợ thì anh em phải coi cái phen cái chân nó đeo nè, chim này nhỏ xíu là đeo cặp nè, vì đâu có mà lớn là đâu còn đeo vô nó được. Cái đó là cái đó là quyền sở hữu của anh em, cái đó là quyền lợi của anh em đòi hỏi cái đó thì cái đó là quyền lợi của anh em. Rồi anh em đeo xong anh em về nhà anh em cắt ra thì nói gì anh em nói người ta chứ không được, tại anh em cắt cái phen nó ra anh em nói không được. Anh em chừng nào khẳng định được con chim nó chơi ok thì anh em cắt cái phen nó ra thì mình sẽ nuôi luôn rồi đó, và mình không có nói tới nó luôn được. Chim này thì cũng đâu nói tới nó luôn gì được, yêu cầu nuôi chống mái thì anh em mua cặp chim con để lên chống mái thì nuôi thôi chứ đâu có còn sự bảo hành gì nữa đâu, trừ ra là hai con mái thì còn bảo hành chứ còn con trống con mái thì đâu có còn bảo hành gì nữa đâu. Có con dây đen này nó đang nổi nè, đang căng. Con này nó rượt, nó rượt cũng dữ lắm rồi, mình chưa thấy nó đập máy nữa. Khi mình không có ở đây nó đạp máy mình cũng không hay. Trên đó nó đập cái gì. Trên đó có con, nó bữa mình thấy nó đập máy rồi mình bắt không được. Đập máy cái mình sẽ sang vô chụp, cái này chụp kia nó bay quá trời bay. Tán lạc cho anh. Hãy theo dõi lại nha. Con này thì con trống chắc ăn, để nó có vụ máy rồi mình biết, mà nó chưa có đạp, chưa thấy chứ không phải là chưa. Nó giữ ổ nó đang kêu mà nghe con kia bay vô ổ. Chắc nó đạp máy rồi quá anh em ơi nè. Không con nào lại khỏi này được đâu, lại khỏi đó nó ruột của bà. Oh.